Các anh chị cái bữa đó học buổi chiều, các anh chị về buổi sáng. Chuẩn bị cắm trại thì cái chuyện đó là chủ trương của nhà trường, nhưng mà đốt phải thời điểm nào. Tự nhiên bữa đó là sáng vừa mưa xong, cái đầu đốt, rồi đốt cỏ, đốt cát lên, nó vừa xuống tao tiếng rồi. Đốt mà củi khô thì dễ cháy, mà củi hút thì khó cháy, mà khó cháy thì khó nhiều. Đó mà, là tạo thành khói, ô nhiễm môi trường. Đây, chúng ta thấy đây là một cái thành phố của Trung Quốc nè. Hiện nay Trung Quốc là có thể nói đứng đầu trên thế giới về vấn đề ô nhiễm môi trường. Đây, chúng ta thấy là các cái nhà máy xí nghiệp khói thải trực tiếp ra môi trường, theo rồi nước này thì xe cộ. Đây là những cái lò đốt rác, thì chúng ta thấy đó, thường là đốt rác thì nó sẽ cho ra những cái cột khói đen mù mịt và nó chứa rất là nhiều hơn khí độc. Đặc biệt là trong cái rác thải y tế thì hiện nay các rác thải y tế của mình xử lý phần lớn là đốt, đốt cháy. Mà khi mà đốt, đặc biệt là những cái rác thải đấy nó có khả năng nó sinh ra các cái độc chất. Ví dụ như chúng ta nói cái dioxin, dioxin là một cái độc chất rất là nguy hiểm đó mà. Rồi các nhà máy xí nghiệp nè. Rồi bây giờ chúng ta qua cái phần tiếp theo nói về ô nhiễm không khí, đó là các cái nguồn gây ô nhiễm không khí. Có mấy nguồn gây ô nhiễm không khí? Có hai nguồn các chị nhớ nha. Ô nhiễm do tự nhiên và ô nhiễm do con người. Cái nào nhiều hơn? Con người nhiều hơn nha. Ô nhiễm do tự nhiên ví dụ như là gió, mưa, có không? Không, gió, bão, gì nữa? Núi lửa. Việt Nam có núi lửa không? Không. Vậy núi lửa gây ô nhiễm gì ạ? Đây là những cái hoạt động trong tự nhiên mà có thể gây ô nhiễm môi trường không khí đó chị ha. Thứ nhất là gió, bão, lốc xoáy. Gió, bão, lốc xoáy nó sẽ mang các chất ô nhiễm từ nơi này sang nơi khác, từ dưới đất lên trên cao, phải không ạ? Rồi núi lửa phun trào gây ô nhiễm gì? Các chị kinh ngộ thì khỏi ô nhiễm gì, ô nhiễm không khí. Ta đang nói là ô nhiễm không khí nên nó kêu là ô nhiễm không khí rồi. Ô nhiễm gì ạ? Cụ thể ở đây tôi muốn các chị kể ô nhiễm gì? Núi lửa phun trào nó sẽ tạo ra gì? Chưa, núi lửa phun trào thì phải tạo ra dung nham chứ không phải nham thạch. Nham thạch là chừng nào dung nham nó nguội lại nó mới thành nham thạch. Núi lửa phun trào sẽ tạo ra dung nham, tạo ra gì nữa? Rồi cho các chị coi liền cái hình núi lửa phun trào, các chị nói được không ạ? Đây, tưởng tượng đi. Đây là núi lửa phun trào. Các chị sẽ thấy gì ạ? Đầu tiên nó sẽ tạo ra những cái cột khói cao mù mịt kèm theo bụi, đó mà. Trong khói đó nó có gì? Có rất là nhiều thành phần chất khí. Điển hình nhất các anh chị đầu tiên các chị phải nhớ đó là dẫn xuất của lưu huỳnh SO2 và H2S. Trong tự nhiên cái nguồn mà tạo ra nhiều khí SO2 nhất đó là núi lửa phun trào. Rồi kế đến là CO, rồi CO2, rồi các cái thành phần như là cái dẫn xuất của clo, hay là hợp chất của clo, hợp chất của clo rồi đó, rồi bụi. Có những cái núi lửa nó phun trào lên cao hàng chục km luôn, nên chị lên tới tầm bình luôn luôn. Rồi kế đến thì nó còn gây ô nhiễm gì nữa? Tưởng tượng đi các chị, nó gây ô nhiễm gì nữa? Dung nham thì nó sao? Dung nham thì nó sao? Chất độc nãy giờ mình nói rồi. Dung nham thì nó sao? Nó nóng. Nóng thì là ô nhiễm gì? Nóng thì là ô nhiễm nhiệt các chị ơi. Phải không? Nãy mình nói rồi, trong chỉ số đánh giá môi trường không khí có nhiệt độ đầu tiên đúng không? Tức là nó tạo ra một cái lượng nhiệt rất lớn, hàng ngàn độ C, đúng không ạ? Rồi, ô nhiễm gì nữa? Ô nhiễm gì nữa? Mình đang nói là ô nhiễm môi trường không khí. Ô nhiễm cái gì trong không khí? Đồ ẩm. Ô nhiễm tiếng ồn. Núi lửa phun trào có tạo ra tiếng ồn không? Tạo ra
chị nhớ ha, khi núi lửa phun trào, thứ nhất là ô nhiễm về không khí liên quan tới các thành phần chất khí, liên quan tới bụi, liên quan tới nhiệt, liên quan tới tiếng hồ nha. Rồi cháy rừng là do tự nhiên. Thật ra là cái này cũng khó xác định nha các anh chị. Nếu mà tìm không được nguyên nhân thì chúng ta nói là do tự nhiên đó mà. Giống như trong bệnh, các chị thấy nhiều bác sĩ chẩn đoán bệnh gì? Sốt chưa rõ nguyên nhân, đó mà. Cao huyết áp chưa rõ nguyên nhân, đó mà. Có những cái là người ta chưa có xác định được nguyên nhân. Hay là cháy rừng thì ta nói là do